Lần này là con cụ là bón có hai thằng cháu con. Nói ít hơn là phải làm đấy. Vẫy làm nhiều. Đấy. Con mất đầy tháng anh. Như nào, như nào? Nói rõ. Anh ơi, nhà, anh ơi. Đầy tháng cái gì? Mừng nhất năm nay là coi như là năm đấy là nhà mình là bón hai thằng cháu con. Đấy, đầy tháng. Ôi, chúc mừng rồi. Chúc mừng đầy tháng. Nè để tháng thằng cháu. Hôm nay là không phải là xong hỉ đâu mà nhiều nhiều lần xong hỉ. Quay. Chào bà con đi. Cầu tiếp bây giờ mà hoa phát là cả nhà chạy đấy. Thôi bỏ bỏ cậu bỏ khẩu trang. Đấy. Dầm mỡ. Ôi. Hôm nay sinh nhật lần thứ bao nhiêu? Bốn mấy? Quay đi sao vậy? Tuyệt vời chưa? Đúng là gia đình tuyệt vời nhất, đúng không? Tuyệt vời quá. Dù. Ok. Hôm nay sinh nhật rực rỡ quá. Đây nào, quay ơi. Mau tới đây nào.
Anh phát biểu ý kiến như nào? À nè, mai mua lên về cho anh cái thùng. Cảm xúc à? Từ từ phải ra làm mấy chất rượu. Cái này vào khoảng 5-7 năm nữa thì coi như là một con cũng 30 tên. Từ năm ngoái đến năm nay. Ừ, năm nay là bác Tài cũng tiếp thống nhất với ông Trung, ở ngoài kia có một cái số. Có khu này quan trọng nhất, nhưng mà ở đây có cái số cũ. Thì là để làm sao mà con cháu rồi thì dâu rẻ đủ hết. Nội ngoại, có tình cảm. Đẹp này. Hello. Bà thối ấy. Ôi. Chúc vào những bộ này. Nhớ lại chụp một cái lần nhà ấy. Nhà công trình ấy. Cái này đúng không? Cái này nhất nhá. Ở trong này là trong này mình chẳng ai. Ai không có ai không có đặt một năm chỉ tổ chức ở trong nhà bác này một chú cung, có thể là ông hoặc bà, cụ ông cụ bà, một năm thôi, duy nhất một ngày, tức là để cho tất cả mọi người là sắp xếp thời gian, sắp xếp thời gian nhá, để tổ chức lên. Không không, còn là ví dụ ở ngoài chú Liên nhá, tức là ông này kia. Ồ, nhân vật chính rồi, đi lôn à? Nhân vật chính say đi lôn rồi. Hello, xin chào. Happy birthday. Không say được thoải mái đấy, say làm sao được? Ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất này. Gần 40 năm nay hôm nay mới ngày sinh nhật tuyệt vời nhất này. Xem giới thiệu cô em ế này đi. Ế chưa, ế chưa. Hôm nay Hạnh rất là hạnh phúc. Hôm nay bác Hạnh sinh nhật to thật đấy. Đấy, quá tuyệt vời. Hơn là cậu đấy. Ai được bằng? Hôm nay không?
Duy ơi. Hai này xúc động. Xúc động. Mấy chục năm nay. Tiếp về uống cần tây này là hết xanh ngay.